ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើសម្លការីសាច់មាន់ចាវិធីធ្វើសម្លការីសាច់មាន់របស់នាងខ្ញុំនេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសម្លការីរបស់យើងធម្មតាបន្តិចបន្តួចចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះសូមតាមដានទស្សនាពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា Chà đầm bốn cứ nên trong miền mòn mùi cơ bá Chà nhóm mở cặp mòn nâng chị đông tôi là mốm Chà bông bôn chẳng cặp mòn hiện bà nay có bà đá rừng mùi cơ bông bôn thơ chán Bông bôn đã mòn bị bầy chẳng hắn á Bà tay nên trong thơ tại bản tạch tề Chà nên trong chập đam cách mòn ở cặp mòn để bàn xa xa bông bôn Chà bần tập đi cặp sạch mòn hơi nên chăm chạp đam đại chân nàng ở riêng cái đau bần tích hơi chạc cái tí đồn trồn Chạc cái tí đồn này cứ dân bà cái tí đàm á Chà nên khi nhóm mở bà cái tí đồn cầm bóng Bà bông bà ổn ở miền tế bông bà ổn bà cái tí đàm Chà cái tí dân bụt thọm đá nên ta dân dô cái tí đàm dùng mặt đá Hơi nó phải đặt cái tí đồn rồi bà dân riêng lăng bà mình tích hơi dân đã cường cà rì trồn Hơi cường cà rì nâng đôi đã bông bà ổn bàn khơi chân cứ nên chăm bà cường cà rì cầm bóng rồi bà thay á bông bà ổn chà Nên chăm linh cường cà rì nâng chùm mùi nâng cái tí đồn ở làng chung ngối Hơi bà xanh dịp bông bà ổn mơ tư ស្ទើរទឹកបងប្អូនថែមខ្ទិះដូងបន្តិចចូលទៀតមកយើងលីងរហូតតតែគ្រឿងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយល្អប៉ុណ្ណេះនៅពេលដែលគ្រឿងឈ្ងុយហើយគឺនឹងខ្ញុំដាក់កាពិចូលបន្តិចចាកាពិយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនចាយើងដាក់ចូលបន្តិចមកហើយយើងកូរឲ្យឡើងឈ្ងុយទៀតហើយចំពោះបរិមាណភ្លើងគឺបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកជៀសវាងការខ្លោចបាតឆ្នាំង ចានៅពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងឈ្ងុយហើយគឺយើងយកសាច់មាន់ដែលយើងកាប់បាញ់មិញហ្នឹងចាយើងយកមកដាក់ចូលហើយយើងកូរជាមួយនឹងគ្រឿងចាបងប្អូនកុំតាន់អាចថែមទឹកចាយើងបើកភ្លើងតិចតិចហើយយើងបិទគម្របឆ្នាំងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងចេញជាតិឆ្អាបបានល្អ ចានៅពេលដែលដប់នាទីក្រោយគឺសាច់មាន់របស់នឹងខ្ញុំចេញជាតិទឹកបាប់ហ្នឹងបងប្អូនហើយសាច់របស់យើងរៀងឆ្អិនមិនតែចៃចាប៉ុណ្ណឹងមកឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមថែមទឹកបានដល់យើងរំងាស់សាច់មាន់ហ្នឹងឲ្យរៀងផុយបន្តិចចា Chà bạn chăm phơi khăn bay cho bông bông phơi khăn bay gọt chân anh này chà mà phơi mà là mồm mất á Chà ní sạch mòn đọc bàn ninh xông á Chà rồi mòa bàn đọc bàn này thì hái Chà ninh xông đã xa lạc rồi xài cho bàn tay đầm bay Ai xâm lo rồi bà dân rồi tầm miền khăn cho ngôi chân anh ចាបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំមានការ៉ុតហើយនឹងដំឡូងបារាំងណាចាដំឡូងបារាំងនឹងខ្ញុំដាក់3-4មើមហើយនឹងការ៉ុតចាពីរមើមដែរចាយើងកាត់រាងធំៗបន្តិចមកហើយយើងយកមកដាក់ចូលសម្លរបស់យើង ចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងដែលនៅសល់នឹងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងចាហើយនេះគឺជាម៉ាកខ្ទិះដូងដែលនឹងខ្ញុំប្រើ Chà cái tí đông cứ dân đã khói kênh chân đậm bay Nó phê để dân rùm ngoa xùm lo tới cầm mấy làng prê nhá bông bốn Chà dân ca na dân là hạn đã cái tí đông bê cứ xùm lo rồi bà dân làng prê nhá cứ ọt chân anh tê Chà ní cứ nơi khăn ông cả đời này đã nên xong Bà cái tí đông cầm bông tay bánh nô Tại bà bông bốn bà cái tí đông xa xa ha Chà bông bốn ách đã rùm ngoa bà nọ đây tê Hai nơi phê để bông bốn khơi miên lang bà bố bạp nâng Chà dân đô bà bố nâng chào lòng Chà dân ọt dô tê bì bố ấy bà bố nâng Chà hơi bánh tập máu cứ khi nhóm đã score cháu cứ miên score cỏ hóm hay nâng score sau bánh tạch phòng đài Trong buổi xâm lo cà rí này cứ trời miên rồi chết một chà Prai bà em một á bông ốn chà Hơi dường đạo bà bánh tạch bì chê bánh tạch rồi mùi còn sao sụp mòn bánh tạch chàng máu Hơi bánh tập bằng tiết cứ nâng xong đại cho mùi nâng tật trầy bánh tạch phòng đài Trong buổi rồi chết cứ bông ốn thêm thôi tạch tạm cho nổ chất bông ốn cho chất rồi chết bạp ná bông ốn thêm thôi tạch tạm nâng Chà nó phải đa xâm lo rồi bà dân chân ăn hói Chà sạch món phơi hói cứ dân chạp đàm đã chiếm Chà chiếm đi cứ bông bà ôn bà chiếm món Còn bà ăn chiếm chú rút của bà này Chà dân đã cho tớ đậm bấy bằng khăn rồi chết xâm lo rồi bà dân rất là chân ngành Hơi trong khói kê bằng ớt cứ nên xâm đại cho mùi nâng cái tâm bà răng Chà đã cái tâm bà răng mà mơm chẳng ta cứ chui bà khăn rồi chết xâm lo dân tiết đáp bông bà ôn Hơi chìa bị xếp bà xân chết xâm lo cà ri rồi sản đại đấy á, cha sản đại đây linh chân á, cha chân chôm rồi nó không nâng tay tay tiệt, bàn tay nên chấm nên chấm bạn đại tề, bọc bông bông trắng đại các bạn này, cha bông bông phượng mặt trắng anh máu ở lớn nên nên chấm bàn slow sầm lo cà ri sạch món cứ chân rụi rò hai bông bông cứ ai tự tiền bàn hái
ចា៎នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយសាកល្បងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះចម្ងល់ផ្សេងៗសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូចា៎ហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ Share ហើយនឹង Like ហើយ Comment